về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học trợ câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ đến với bài số 29, luyện tập trung, trang 74, tiết số 1. Vậy thì video này sẽ trợ cho các con những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1, trang 74, bài số 1. Đề bài hàng tư của con tính nhẩm. 50 nhân với 2 bằng, 30 nhân với 2 bằng, 10 nhân 5 bằng, 60 chia cho 3 bằng, 80 chia cho 2 bằng và 90 chia cho 9 bằng. Vậy để làm đề bài tập số 1, các con sẽ nhớ cho cô này. 50 chúng ta sẽ gọi là 50 và 50 sẽ nhân với 2 sẽ bằng 10. Tương tự như vậy các con sẽ đi làm cho cô các ý nhé. Đầu tiên ta sẽ đi thực hiện tính nhẩm các phép tính ta có. 50 nhân với 2 sẽ bằng 50 nhân với 2 bằng 10. Vậy 50 nhân với 2 bằng 100. 30 nhân với 2 sẽ bằng, ta nhẩm này, 30 chính bằng 30 nhân với 2 bằng 60. Vậy 30 nhân 2 bằng 60. 10 nhân 5 sẽ bằng, ta nhẩm này, 10 nhân với 5 bằng 50. Vậy 10 nhân 5 bằng 50. 60 chia cho 3, ta nhẩm này, 60 chia cho 3 bằng 20. Vậy 60 chia cho 3 bằng 20. Và 80 chia cho 2 sẽ bằng, ta nhẩm này, 80 chia cho 2 bằng 40. Vậy 80 chia cho 2 bằng 40. Và 90 chia cho 9 sẽ bằng 90 chia cho 9 bằng 10. Vậy 90 chia cho 9 bằng 10. Từ đó ta sẽ điền vào chỗ chấm như sau. 50 nhân 2 bằng 100, 30 nhân 2 bằng 60, 10 nhân 5 bằng 50, 60 chia cho 3 bằng 20, 80 chia cho 2 bằng 40, 90 chia cho 9 bằng 10. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi ở bài tập số 1. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trong 74 bài số 2. Đề bài như tư của con tính. 32 chia cho 2, 54 chia cho 3, 84 chia cho 7, 44 chia cho 4. Đầu tiên, chúng mình sẽ khi thực hiện các phép tính như sau. 32 chia cho 2 sẽ bằng 3 chia cho 2 bằng 1, viết 1. 1 x 2 là 2, viết 2. 3 trừ 2 là 1, viết 1. 1 không chia được cho 2, như vậy ta sẽ hạ 2 xuống, ta được 12. 12 chia cho 2 bằng 6, viết 6. 6 x 2 là 12. 12 trừ đi 12 bằng 0, viết 0. 54 chia cho 3. 5 chia cho 3 bằng 1, viết 1. 1 x 3 là 3, viết 3. 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 2 không chia được cho 3, như vậy ta sẽ hạ 4 xuống, ta được 24. 24 trừ chia cho 3 bằng 8, viết 8. 8 x 3 bằng 24, 24 trừ đi 24 bằng 0, viết 0. 84 chia cho 7, 8 chia cho 7 bằng 1, viết 1. 1 x 7 là 7, viết 7. 8 trừ đi 7 bằng 1, viết 1. 1 không chia được cho 7, như vậy ta sẽ hạ 4 xuống, ta được 14. 14 chia cho 7 bằng 2, viết 2. 2 x 7 bằng 14, 14 trừ đi 14 bằng 0, viết 0. Vậy ta được kết quả là 12. 44 chia cho 4, 4 chia cho 4 bằng 1, viết 1. 1 x 4 là 4, viết 4. 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. 0 không chia được cho 4, như vậy ta sẽ hạ 4 xuống, ta được 4. 4 chia cho 4 bằng 1, viết 1. 1 x 4 là 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. Vậy ta được kết quả là 11. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trong 74 bài số 3. Đề bài người tiêu có con điền số thích hợp ô trống. A nhỏ, 72 giảm 6 lần. B nhỏ, 14 gấp 7 lần. C nhỏ, 81 giảm 3 lần. D nhỏ, 29 gấp 3 lần. Vậy để làm được các ý A, ý B, ý C và ý D, chúng mình chỉ cần thực hiện xem 72 giảm đi 6 lần tức là 72 chia cho 6 này. 14 gấp 7 lần tức là 14 nhân với 7, đúng không nhỉ? Tương tự như vậy, đầu tiên chúng mình làm ý A trước nhé. Ta có 72 giảm 6 lần chính bằng 72 chia cho 6 bằng 12. Ý B, ta có 14 gấp 7 lần sẽ bằng 14 nhân với 7 bằng 98. Và ý C, ta có 81 giảm 3 lần chính bằng 81 chia cho 3 bằng 27. Và ý D, ta có 29 gấp 3 lần sẽ bằng 29 nhân với 3 bằng 87. Từ đó ta sẽ điền được vào chỗ trống như sau. A nhỏ, 72 giảm 6 lần bằng 12. B nhỏ, 14 gấp 7 lần sẽ bằng 98. C nhỏ, 81 giảm 3 lần sẽ bằng 27. Và D nhỏ,
29 gấp 3 lần sẽ bằng 87. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang 74 bài số 4. Đề bài người ta cho con biết đó là năm nay thì sầu riêng, năm ngoái sầu riêng nhà bác Ba cho 27 quả. Năm nay bác áp dụng kỹ thuật tiên tiến nên cây sầu riêng đó cho số quả gấp 3 lần năm ngoái. A nhỏ, hỏi năm nay cây sầu riêng nhà bác Ba cho bao nhiêu quả? B nhỏ, sau khi bán đi, số quả sầu riêng còn lại giảm đi 3 lần. Hỏi bác Ba còn lại bao nhiêu quả sầu riêng? Vậy để tính xem năm nay cây sầu riêng của bác Ba có cho bao nhiêu quả, chúng ta chỉ cần lấy số quả năm ngoái nhân với 3 là ta sẽ ra được năm nay cây sầu riêng nhà bác Ba cho bao nhiêu quả. Còn ý B, sau khi bán đi, số quả sầu riêng còn lại giảm đi 3 lần. Vậy để tính xem số sầu riêng còn lại của bác Ba, ta chỉ cần lấy số sầu riêng năm nay cho ra được, chia cho 3 là ta sẽ ra được bác Ba còn lại bao nhiêu quả. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày nhé. A nhỏ, năm nay cây sầu riêng nhà bác Ba cho số quả là 27 nhân với 3 bằng 81 quả. Và ý B, bác Ba còn lại số quả sầu riêng là 81 chia cho 3 bằng 27 quả. Đáp số A nhỏ 81 quả, B nhỏ 27 quả. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học trợ câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ đến với bài số 29, luyện tập trung trang 75 tiết số 2. Vậy thì video này sẽ cho các con những câu hỏi có trong bài hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang 75 bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con đặt tính rồi tính. 43 chia cho 2, 73 chia cho 3, 64 chia cho 4, 84 chia cho 5. Vậy, ta sẽ đặt tính rồi tính như sau. 43 chia cho 2. Đầu tiên ta lấy 4 chia cho 2 bằng 2, viết 2. 2 nhân 2 là 4, viết 4. 4 chia 4 bằng 0, viết 0. 0 không chia được cho 2, như vậy ta sẽ hạ 3 xuống, ta được 3 chia cho 2 bằng 1, viết 1. 1 nhân 2 là 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. Vậy ta được kết quả là 21 và dư 1. Phép tính thứ 2 là 73 chia cho 3. Ta lấy 7 chia cho 3 bằng 2, viết 2. 2 nhân 3 là 6, viết 6. 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. 1 không chia được cho 3, như vậy ta sẽ hạ 3 xuống, ta được 13. 13 chia cho 3 bằng 4, viết 4. 4 nhân 3 là 12. 13 trừ đi 12 bằng 1, viết 1. Vậy ta được kết quả là 24 và dư 1. 64 chia cho 4. Ta lấy 6 chia cho 4 bằng 1, viết 1. 1 nhân 4 là 4, 6 chia 4 bằng 2, viết 2. 2 không chia được cho 4, như vậy ta sẽ hạ 4 xuống, ta được 24. 24 chia cho 4 bằng 6, viết 6. 6 nhân 4 bằng 24. 24 chia đi 24 bằng 0, viết 0. Như vậy ta được kết quả là 16. Và phép tính 84 chia cho 5. Ta lấy 8 chia cho 5 bằng 1, viết 1. 1 nhân 5 là 5, viết 5. 8 chia 5 bằng 3, viết 3. 3 không chia được cho 5, như vậy ta sẽ hạ 4 xuống, ta được 34. 34 chia cho 5 bằng 6, viết 6. 6 nhân 5 bằng 30. 34 trừ đi 30 bằng 4. Vậy ta được kết quả là 16 và dư 4. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trong 75 bài số 2. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp ô trống. A nhỏ, 30 giảm 6 lần bằng bao nhiêu, rồi thêm 7 đơn vị bằng bao nhiêu? B nhỏ, 21 giảm gấp 2 lần bằng bao nhiêu và giảm bao nhiêu lần thì bằng 7? Vậy, đầu tiên ở nhà A, ta có 30 giảm đi 6 lần, chính bằng 30 chia cho 6 bằng 5. 5 thêm 7 đơn vị sẽ bằng 5 cộng với 7 bằng 12. Và ý B, ta có 21 gấp 2 lần thì bằng 21 nhân với 2 bằng 42. Vậy, 42 giảm đi bao nhiêu lần thì bằng 7? Ta chỉ cần lấy 42 chia cho 7 bằng 6. Vậy 42 giảm đi 6 lần thì bằng 7. Từ đó ta sẽ điền được vào chỗ trống như sau. A nhỏ, 30 giảm 6 lần thì bằng 5. 5 thêm 7 đơn vị thì bằng 12. B nhỏ, 21 gấp đi 2 lần thì bằng 42. 42 giảm đi 6 lần thì bằng 7. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trong 75 bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con đó là bơm có một cây tre dài 15 mét. Để làm chiếc cổng tre,
Bơm phải chặt đi cây tre đó thành các đoạn dài 3 mét. Hỏi bơm có thể có được nhiều nhất bao nhiêu đoạn tre như vậy? Vậy để tính xem, bơm có thể có nhiều nhất bao nhiêu đoạn tre như vậy? Ta sẽ lấy độ dài một đoạn tre, bơm lấy được là 19 mét, chia cho độ dài một đoạn là 3 mét, là ta sẽ ra xem được bao nhiêu đoạn tre và dư bao nhiêu đoạn tre. Và dư bao nhiêu mét, đúng không nhỉ? Vậy ta sẽ đi trình bày bài toán như sau. Bơm có thể có nhiều nhất số đoạn tre như vậy là 19 chia cho 3 bằng 6 và dư 1. Vậy bơm có thể có nhiều nhất là 6 đoạn tre. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong bài tập toán lớp 3, tập 1 trang 75 bài số 1. Đề bài người ta cho con biết đó là hôm qua cửa hàng của bác Sáu bán được 47 kg trà bông. Hôm nay áp dụng khuyến mãi, số trà bông bác Sáu bán được gấp 2 lần so với hôm qua. Hỏi hôm nay bác Sáu bán được bao nhiêu kg trà bông? Vậy để tính xem hôm nay bác Sáu bán được bao nhiêu kg trà bông? Ta biết rằng hôm qua thì bán được 47 kg trà bông. Hôm nay áp dụng khuyến mãi thì số trà bông bác Sáu bán được gấp 2 lần so với hôm qua. Vậy hôm nay bác Sáu sẽ bán được đó là lấy số kg trà bông hôm qua nhân với 2 là ta sẽ ra được số kg bác Sáu bán được trong hôm nay, đúng không nhỉ? Như vậy ta sẽ đi trình bày như sau. Hôm nay bác Sáu bán được số kg trà bông là 47 nhân với 2 bằng 94 kg, đáp số 94 kg. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.